Mark One số 1 về Mark. Vâng, và chào anh em đã quay trở lại với Mark One và mình là Thịnh Easy. Hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho anh em 3 mẫu máy Mark đáng mua nhất trong tổng giá 20 triệu. Trên bàn đây là 3 Mark. Đây là MacBook 12 inch được 2015 bản 256GB line new. MacBook Air 13 inch 2017 mã MQD32 nguyên cell. Và đây là MacBook Pro 13 inch năm 2015 mã ME839 line new. Và bây giờ thì chúng ta cùng vào review thôi nào. Vâng, đây là MacBook 12 inch đời 2015 bản 256GB, là dòng máy mỏng nhẹ nhất của Apple với nhiều tùy chọn màu sắc gồm Gold này, Gray này, Raw Gold này và Silver. Nhưng mà với trọng lượng chỉ với 920g, cực kỳ mỏng nhẹ cho anh em đang cần một chiếc máy tính thường xuyên để di chuyển. Máy được trang bị cấu hình đủ dùng với các tác dụng văn phòng, giải trí nhẹ nhàng, Photoshop chỉnh sửa ảnh cơ bản và con chip tiết kiệm điện là Core M1.1MHz, dung lượng RAM là 8GB và ổ cứng là 256GB SSD. Điểm mạnh của máy được trang bị màn hình Retina độ phân giải khá là cao, 2304 nhân với lại 1440 pixel trên màn hình 12 inch cho chất lượng hiển thị cực kỳ là tốt. Nhược điểm của dòng máy 12 inch là chỉ có một cổng kết nối là Type-C và một cổng 3.5. Người dùng phải mua thêm cổng truyền nếu muốn dùng với nhiều thiết bị hơn. Và hiện nay với mức giá 19.500 tại Mark One, MacBook 12 inch 2015 line new là mức chiếc máy đáng mua nhất cho các bạn học sinh, sinh viên và các bạn dân văn phòng cần một chiếc máy tính đẹp, mỏng, nhẹ, màn hình sắc nét và thời lượng pin tốt, đáp ứng cho nhu cầu cơ bản giải trí nhẹ nhàng. Tiếp sau đây chúng ta sẽ đến với MacBook Air 13 inch 2017 nguyên cell, mã là MQD32, với mức giá hiện đang là 20.800 cho sản phẩm mới 2017. Đây là chiếc máy mới duy nhất có mặt trong phân khúc mức giá này. Máy được trang bị chip Core i5 Broadwell, bộ nhớ RAM là 8GB và ổ cứng lưu trữ SSD 128GB và cũng khá đầy đủ cổng kết nối gồm 2 cổng USB 3.0, một cổng Thunderbolt và một khe thẻ nhớ SSD với trọng lượng chỉ 1.34kg. Cùng thiết kế gồm nguyên khối, máy đáp ứng đủ nhu cầu văn phòng, văn bản như Word, Excel, giải trí xem phim, Photoshop nhẹ nhàng. Thời lượng sử dụng pin lên tới 8 tiếng, đủ cho một nhu cầu dùng hàng ngày. Điểm yếu duy nhất của MacBook Air mà nhiều người chê em nó nhất là chính về màn hình khi được chỉ trang bị độ phân giải thường 1440x900px. Nhưng anh em yên tâm, hình ảnh hiển thị cũng ở mức trung bình khá. Vậy MacBook Air sẽ là một chiếc máy tính phù hợp cho các bạn sinh viên, học sinh, dân văn phòng muốn mua cho mình một chiếc MacBook có nhu cầu học tập, làm việc, không cần quá am hiểu về máy tính thì MacBook Air là sản phẩm dễ sử dụng cho các anh em. Tiếp theo là MacBook Pro 13 inch đời 2015, mã là MF839. Đây là chiếc máy hoàn hảo nhất, đáng mua nhất trong tầm giá này mà mình cũng thích. Máy được trang bị chip Core i5 Broadwell 5257U 2.7GHz, bộ nhớ RAM là 8GB và tùy chọn ổ cứng 128GB SSD, màn hình Retina độ phân giải 2560x1600px cho chất lượng hiển thị cực kỳ tốt. Máy chỉ nặng 1.58kg, nặng hơn MacBook Air 200g. Được trang bị trên máy đầy đủ cổng kết nối khi có 2 cổng USB 3.0, 2 cổng Thunderbolt cho tốc độ truyền tải dữ liệu ấn tượng, 1 cổng HDMI, 1 khe thẻ nhớ SSD và 1 cổng 3.5. Đây là chiếc máy tính có cấu hình tốt nhất trong 3 máy trên, có thể thoải mái đáp ứng nhu cầu văn phòng, chỉnh sửa hình ảnh và làm video ở mức cơ bản, và anh em lập trình web nữa cũng cực kỳ ok. Máy có thời lượng pin 5-6 tiếng tùy nhu cầu sử dụng, bàn phím, thích bác và loa ngoài mọi thứ đều hoàn hảo. Đây là 3 mẫu máy trong tổng giá 20 triệu mà mình muốn review cho anh em. Cá nhân mình thì mình sẽ chọn MacBook Pro vì nó có đủ những thứ cần thiết cho một chiếc máy tính. Đương nhiên là nó sẽ nặng hơn hai sản phẩm kia. Nói chung là anh em tùy vào xem mục đích sử dụng và ngoại hình mà anh em muốn nữa. Hãy lựa chọn cho mình một em máy khoảng 20 triệu nhé trong 3 mẫu MacBook này. Vâng, vậy là mình vừa review cho anh em xong 3 con máy MacBook. Cảm ơn anh em đã xem video này và anh em nhớ ủng hộ mình bằng cách ấn like, share và subscribe để mình có thêm nhiều động lực để làm video. Ngoài ra thì anh em hãy comment cho mình biết là anh em đã lựa chọn máy MacBook nào rồi. Vậy thì Mark One xin chào nha.